kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, theo dấu chân người chiến sĩ, những người cựu chiến binh tóc đã trắng như xương, bồi hồi nhớ lại thời trai trẻ nơi trận mạc, những câu chuyện nghe như tiểu thuyết. Lương thực một tuần, phục kích ba tuần, giặc không thấy đâu. Đói, kiệt sức, chuẩn bị rút là lúc giặc xuất hiện. Chiến đấu xong, không còn đủ sức để trói tù binh, không còn sức để mang cây súng. Đó là câu chuyện mà tôi được nghe từ những người chiến sĩ xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai. Trân trọng kính mời quý vị và các bạn cùng Uyên Uyên Việt Nam theo dõi câu chuyện trong cuộc hội ngộ của các thương binh, cựu chiến binh quê hương Gia Lộc, Hải Dương, Trung đoàn 95, Sư 325, Mặt trận B3, tỉnh Phú Yên. Hôm nay về dự buổi gặp gỡ hôm nay thì xin giới thiệu là anh Hải Đăng, là thuộc tiểu đoàn 6, anh Nguyễn Đức Di, tiểu đoàn 6. Anh Phạm Văn Bạn là tiểu đoàn 5, anh Hải Tựa tiểu đoàn 5 và anh Khiêm là tiểu đoàn 4. Bởi vì hôm nay đại diện là 3 tiểu đoàn của trung đoàn 95 chúng ta, chứ còn cũng còn một số nữa, nhưng mà thôi mời đại diện. Mà mời các anh vào đây cũng là với ý nghĩa, tức là đều là những người đã hy sinh một phần xương máu tại chiến trường, đặc biệt là quê hương Phú Yên chúng ta, nên là nó mang một ý nghĩa như thế. Thế thì hôm nay với mục đích rất là ân tình, nhỏ nhẹ thôi, nhưng mà để ta ôn lại những kỷ niệm 5 tháng trong chiến trường. Thế thì là chắc chúng ta còn rõ lắm, là tới đây là sang năm 2019 thì tỉnh đội Phú Yên lại tổ chức mời trung đoàn 10 Ngô Quyền về gặp mặt lần thứ 3. Cho nên là năm tới thì chúng ta lại tổ chức về lại chiến trường. Nhưng mà đến hôm nay thì cũng đã là 54 năm ngày những người lính 63 nhập ngũ, 12 tháng 4 năm 1963. Gần 600 con em quê hương Gia Lộc chúng ta đều về đơn vị trung đoàn 95, sư 35. Mà chúng ta biết sư 35 là sư con đẻ của Bình Trị Thiên, là có truyền thống là quả đấm thép của mặt trận Bình Trị Thiên trong chống Pháp. Còn trong hòa bình, giai đoạn chống Mỹ thì trung đoàn 95, sư 35, quân khu 4 cũng là một trung đoàn chủ lực của miền Bắc ở tuyến đầu. Cho nên sau khi chúng ta nhập ngũ ngày 12 tháng 4 sau 3 về tại Hương Khê, Hà Tĩnh sau 3 tháng huấn luyện, thì đến là tháng 11 năm 63 chúng ta đã được nhận nhiệm vụ sang Lào chiến đấu tại mặt trận 128 của tỉnh Khăm Muộn. Trong chiến tranh ác liệt cùng với quân dân Lào, chúng ta cũng đã giải phóng cùng một vùng rộng lớn của là tỉnh Khăm Muộn, giúp bạn Lào. Trong giai đoạn này thì tình hình chiến trường miền Nam cũng đã có nhiều thay đổi, cho nên được lệnh trung đoàn lại trở về nước cuối tháng 4 năm 63. Cho nên là lại tiếp tục đi bảo vệ bờ biển, bởi vì lúc này bọn Ngụy cũng đã đưa thả biệt kích thám báo ra một số tỉnh, đồng thời ở ngoài biển thì chúng cũng đã có những cái là gây hấn, cho nên là trung đoàn lại tiếp tục bảo vệ bờ biển ở Quỳnh Lưu, Nghệ An. Trong đó cả sư đoàn, nhưng mà trung đoàn 95 chúng ta ở Quỳnh Lưu, Nghệ An. Sau đó thì chúng ta hơn một tháng chúng ta lại về đơn vị để chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới, tức là huấn luyện kỹ chiến thuật, học tập chính trị để chuẩn bị sẵn sàng chi viện cho miền Nam. Đến giữa tháng 10 năm 63-64 thì chúng ta được lệnh hành quân về Chiêm Hóa, Quảng Bình để bồi dưỡng chuẩn bị đi B. Toàn trung đoàn đã sẵn sàng để nhận nhiệm vụ mới. Và đến là trung tuần tháng 11 năm 64 thì chúng ta được lệnh hành quân từ Chiêm Hóa đi qua bến phà Linh Cảm, các anh còn nhớ là trên những chiếc xe bịt bạt kín
để hành quân về làng Hoa, vị trí tập kết cuối cùng để vượt Trường Sơn. Và đúng sáng ngày 20 tháng 11 năm 64, toàn trung đoàn hành quân vượt Trường Sơn vào Nam chiến đấu. Qua 68 ngày đêm hành quân trên Trường Sơn, rất nhiều khó khăn, gian khổ, nhưng chúng ta đã an toàn đến vị trí tập kết tại là Gia Lai. Chắc chúng ta còn nhớ là đơn vị thực binh đầu tiên của bộ đội miền Bắc là hành quân và đang chiến đấu cấp trung đoàn, cho nên trang bị tương đối đầy đủ nhưng gọn nhẹ. Đến đúng là chiều 30 Tết năm 1965 Tân Tị, đơn vị gấp rút được lệnh ra chiếm lĩnh trận địa tại là đèo An Khê, đường 19 từ Bình Định đi Gia Lai, rồi đèo Măng Giang, quốc lộ 14. Toàn trung đoàn đã phục kích, kiên trì mai phục và đã chiến đấu trận đầu tiên của chúng ta là tại hai điểm này. Sau đó chúng ta liên tục chiến đấu tại một số điểm ở Gia Lai như Buôn Hồ, rồi là Treo Reo. Sau đó đơn vị tiếp tục vào Đắk Lắk để chiến đấu Thăng Trị, Thăng Thạnh, và nhất là cái trận Thăng Trị, Thăng Thạnh chắc anh em còn nhớ là ta chiến thắng rất giòn rã, cho nên tỉnh đội Đắk Lắk đã là mổ trâu để là khao đơn vị chúng ta chiến thắng. Đến tháng 5 năm 64, tháng 5 65 thì chúng ta được lệnh hành quân về là Bình Định, tức là Phủ Cát Bình Định, để chúng ta phối hợp chống cản đánh địch ở Bình Định. Sau một tháng thì chúng ta hành quân lên B3, đến Đắk Lắk đánh nuốt suốt là từ Thuận Mẫn rồi Ca Nắc. Sau đó chúng ta hành quân về chiến trường Phú Yên, quê hương kết nghĩa của chúng ta, đúng ngày 20, đúng ngày 19 tháng 8 năm 65 thì chúng ta có mặt tại trên đất Phú Yên và chiến đấu cho đến ngày miền Nam toàn thắng. Trong gian khổ ác liệt, về với quê hương kết nghĩa cùng quân dân đùm bọc, chúng ta đã chiến đấu rất dũng cảm, mặc dầu chiến trường Phú Yên rất gian khổ và khó khăn, nhưng với lòng quả cảm chúng ta đã chiến đấu ngoan cường và diệt nhiều sinh lực địch. Điển hình là cái trận tháng 2 năm 66, tiểu đoàn anh Tợ và anh bạn tiểu đoàn 5 đã tiêu diệt 400 tên lính Mỹ đầu tiên ở chiến trường Phú Yên, ở tại thôn Mỹ Cảnh. Thì cái này là giữa anh Tựa và anh bạn là tiểu đoàn 5 đã trực tiếp chiến đấu, cho nên là diệt 400 tên Mỹ là một cái chiến công lớn nhất của quân dân Phú Yên chúng ta, và kể cả miền Trung, bởi vì lần đầu tiên ta dám đánh Mỹ, thắng Mỹ. Đấy là một chiến công rất là oanh liệt. Hay là cái trận là tháng 12 năm 66 chúng ta đánh phục kích đường số 1, chiều dài 11 km, cả trung đoàn đã tiêu diệt hơn 1.000 tên địch và phá hủy 42 xe quân sự các loại. Đây cũng là một chiến thắng rất là oanh liệt. Cho nên là trong gian khổ ác liệt, quân dân Phú Yên có nhiều nghĩa tình sâu nặng với những người lính của quê hương Gia Lộc nói riêng và quê hương Hải Dương kết nghĩa nói chung, đến bây giờ vẫn còn mang nặng nghĩa tình. Hàng năm các anh vẫn ra thăm, có quà tặng chúng ta. Rồi các cái trận khác như trận bám trụ năm cuối 66, như cũng là tiểu đoàn 5, chúng ta là xuống đồng bằng đưa quân giữ ém, đồng thời cho dân đi báo địch là có Việt Cộng đến, sau đó chúng ta tiêu diệt. Đúng 3 giờ chiều mấy tôi còn nhớ, mời tôi đội phẫu tôi đến, tôi đã trực tiếp thế bắn cháy hai cái xe tăng bọc thép của nó, cho nên là cuối cùng nó rút. Thì trận đấy chúng ta cũng rất thắng lớn, bởi vì dám đưa quân xuống tận đồng bằng để gọi địch đến để đánh. Hay là đầu 67 thì cũng lại một trận bám trụ nữa của tiểu đoàn 4 là tiểu đoàn của anh Khiêm đây,
cũng lại xuống tận Tuy Hòa 1, xuống sâu xuống đồng bằng, cũng đánh chiến thuật là bám trụ. Đấy là những cái trận đánh tiêu biểu. Ngoài ra là chúng ta cùng quân và dân Phú Yên đó là giải phóng nhiều vùng, là ấp chiến lược của địch. Và đặc biệt là kết hợp chiến trường Mậu Thân 68, chúng ta còn nhớ trong gian khổ ác liệt, tôi là trên đội phẫu trung đoàn nhưng cũng trực tiếp đi với các đơn vị, thấy rằng chúng ta rất khó khăn, trên vai hầu hết là mang sắn khô, nhưng ba tiểu đoàn phục kích đoạn là đường một chỗ sông Cầu, các anh còn nhớ từ là đèo Cù Mông xuống hết cái huyện sông Cầu, chúng ta đánh chặn viện, trong đó là quân là trung đoàn 47, ngoài ra là hai lữ đoàn Bạch Mã Mãnh Hổ của Nam Triều Tiên. Chúng ta đánh cái trận này cũng thắng rất đoàn đã. Còn đại đội trinh sát của chúng ta phối hợp với lại lực lượng địa phương thọc sâu vào thị xã Tuy Hòa đánh. Đấy là những trận tiêu biểu. Tôi chỉ là ôn lại, nhắc lại để chúng ta nhớ lại kỷ niệm trong những năm tháng hào hùng của chúng ta chiến đấu tại quê hương Phú Yên. Chứ còn nhiều trận đánh khác, nhiều những là cái tình huống rất là cam go, nhưng mà chúng ta cũng đã khắc phục được và cuối cùng cũng giành thắng lợi. Đến cuối 69, các anh còn nhớ, giữa tình cảm là quân dân Phú Yên với những người lính quê hương kết nghĩa chúng ta trong mấy năm trời rất là gắn bó, sâu nặng nghĩa tình. Nhưng chúng ta được bộ điều động hai tiểu đoàn vào trong B2 chiến đấu và thọc sâu xuống tận miền Tây, còn để lại tiểu đoàn 6 là tiểu đoàn đánh đăng ở lại Phú Yên chiến đấu cho cái ngày miền Nam toàn thắng. Khi lên B3 tổ chức bồi dưỡng, đồng thời bổ sung quân thành lập trung đoàn 10 để trung đoàn tiến thẳng vào đánh B2, sau đó là thọc sâu xuống tận Kiên Giang, Rạch Giá, một số ở Cà Mau. Cuối cùng là trung đoàn 10 là chúng ta về giải phóng tại Cần Thơ, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Cho nên trung đoàn chúng ta từ cuối 69 chúng ta được là Bộ Tư lệnh Bộ Quốc phòng điều là lực lượng cơ động của bộ, cho không trực thuộc sư 35 nữa. Cho nên là chúng ta chiến đấu kể cả từ Gia Lai, Bình Định suốt dọc tới tận mũi Cà Mau. Những người lính 63 và những người là chiến sĩ của trung đoàn 95 A, B, C, như chúng ta là trung đoàn 95 A, thì cũng đã góp công, góp phần mình giải phóng miền Nam. Cho nên đây là một cái thắng lợi và cũng là cái chiến công của chúng ta, của những người lính 63 mà có lẽ mọi người chúng ta đều nhớ. Nhưng trong cuộc chiến tranh, cái sự mất mát hy sinh là đương nhiên, nhưng chúng ta cũng rất là day dứt, bởi vì gần 600 người con của quê hương Gia Lộc ra đi ngày ấy, đến ngày miền Nam toàn thắng, gần 400 đồng đội đã hy sinh trên khắp các chiến trường miền Nam. Trong đó riêng chiến trường Phú Yên đã hy sinh gần 200 đồng đội nằm lại chiến trường Phú Yên. Và nếu như mọi người theo dõi trên đài cái chương trình nhắn tìm đồng đội, những người lính 63 của Hải Dương nói riêng, trung đoàn 95, rất ít thông tin, có lẽ chưa có một thông tin nào để tìm thấy hài cốt của đồng đội liệt sĩ chúng ta trung đoàn 95. Cái duy nhất là sau 3 lần vào miền Nam được tỉnh ủy Phú Yên mời, 2 lần và trực tiếp đồng đội đi tìm cùng với gia đình, nhưng mà cũng được 2 liệt sĩ trong đồng đội chúng ta được anh em mai cất mai táng đưa về là quê hương. Chứ còn hầu hết gần 7.000 ngôi mộ tại nghĩa trang Đông Tác
chúng tôi đã được vinh dự vào đây 2 lần. Chưa có một cái tên nào của đồng đội chúng ta trong nghĩa trang. Duy nhất có 2 ngôi mộ liệt sĩ. Một là ngôi mộ 42 liệt sĩ mà cái đại đội trinh sát cùng với là lực lượng địa phương đánh thẳng vào sân bay, đánh thẳng vào thị xã Tuy Hòa năm Mậu Thân đấy. Thì hiện nay có 42 ngôi mộ liệt sĩ, trong đó là của Trung đoàn Ngô Quyền chúng ta. Về Phú Yên chúng ta đổi tên là Trung đoàn 10 Ngô Quyền. Và một ngôi mộ 12 liệt sĩ của đại đội của tiểu đội DKZ của tiểu đoàn 5, anh bạn anh Tựa đây. Còn ngoài 2 ngôi mộ tập thể thì không còn một ngôi mộ nào có tên của những người lính 63 quê gia lập chúng ta cả. Cho nên đây cũng là một giai nhất. 2005 được tỉnh ủy Phú Yên mời và dự 30 năm giải phóng Phú Yên, thì chúng tôi cũng được minh dự mời vào, trong đó là gia lập chúng ta cũng đi là 6 anh em. Rồi là 2009 thì tôi trực tiếp vào 3 tỉnh Tây Nguyên cùng với gia đình của anh Trịnh là liệt sĩ đồng đội ta đấy, nhưng đi suốt 3 tỉnh cũng không tìm thấy, thì chết ở là Thuận Mẫn đấy, nhưng mà đến bây giờ cũng không xác định được. Hay là 2014 vừa rồi tỉnh đội Phú Yên cũng mời chúng ta về gặp mặt nhân 50 năm những người lính Trung đoàn 10 Ngô Quyền vào chiến đấu tại chiến trường miền Nam, thì chúng ta cũng có 2 đoàn, 2 gia đình cùng với chúng ta, đoàn chúng ta vào tìm nhưng cũng không được tại Phú Yên. Cho đây là cái giai nhất mà cũng là cái trăn trở chung của toàn dân, nhưng đồng thời cũng là trăn trở của chúng ta. Đấy là thôi hôm nay nhân với cái buổi gặp gỡ nghĩa tình đồng đội của những năm tháng chiến đấu, nếu chúng ta đến nay là đã là 54 năm kỷ niệm ngày nhập, đồng thời là 11 năm trực tiếp vào chiến đấu tại chiến trường Phú Yên và chiến trường miền Nam nói chung. Thế thì là cũng mời các anh về để thôi chúng ta ôn lại những năm tháng của chúng ta, để là cái kỷ niệm, đồng thời cũng là mỗi người chúng ta cũng là cái dấu ấn về đời thường. Chúng ta tuổi tác cũng đã cao, đến nay người thấp nhất cũng 74 tuổi, người cao nhất là 79 tuổi như anh Đăng này. Còn chúng tôi cũng là 75 tuổi, chúng ta đều 74, 75 cả. Thế thôi, sống vui, sống khỏe để xây dựng gia đình, quê hương, đất nước. Đấy là một cái mục tiêu lớn. Rồi giáo dục, truyền thống trong gia đình, trong lớp trẻ, để lớp trẻ sẽ nhớ lại những cái công lao của cha anh chúng ta trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Và cũng là một lần nữa là nén tâm nhang để gửi tới các đồng đội của chúng ta nhân là ngày 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Thế thì là với lý do đó cho nên là mời các anh về đây để ta cùng chăm sóc trao đổi, để xem là bây giờ những cái trong năm tháng chiến đấu trên trường Phú Yên có rất nhiều kỷ niệm, nhưng mà những kỷ niệm sâu sắc nhất có lẽ là cái trận đánh diệt 400 tên Ngụy, tên Mỹ ở tại thôn Mỹ Cảnh. Đấy là các anh Tựa là người trực tiếp mà cũng là bị thương ở đấy. Hai nữa là cái trận là đánh là phục kích đường 1, diệt tới trên 1.000 tên Ngụy, đồng thời bắn cháy 42 xe tăng, xe quân sự các loại, phải nói là cũng chiến công lớn. Hay là phục kích đánh là đèo Cù Mông, chiến dịch Mậu Thân 68 ấy. Gian khổ thế, khó khăn như thế nhưng ta vẫn chiến đấu. Mà tôi nhớ rằng tôi được đi với lại chính ủy Thân Ngọc Sang, cũng ban chỉ huy trung đoàn ấy. Khi về đến chỗ Vân Canh ấy, giáp Bình Định, giáp Phú Yên ấy, đến mức độ đói, thế là chính ủy còn dừng lại trên đỉnh dốc và vệ binh trinh sát đó vào dãy để kiếm lại những cái màu sắn, những cái
cái chuối, quả chuối sót lại để luộc cho chính mình ăn. Thương binh chủ nhiệm hậu cần phân từng lon gạo để cho các tiểu đoàn nấu cháo thương binh. Phải nói chiến trường Phú Yên thì vô cùng khó khăn. Thôi thì đấy là cũng ôn lại những cái kỷ niệm mà đáng nhớ nhất thôi, chứ còn trong suốt hơn 10 năm thì nó nhiều lắm. Bây giờ sư 325 không còn trực thuộc quân khu 4 nữa, mà sau khi chiến dịch là Hồ Chí Minh thành lập quân đoàn 3 thì hiện nay về tại là Bắc Giang. Thế thôi, trong ác liệt như chúng ta vẫn rất lạc quan yêu đời. Như chúng tôi đây thì đều là có nhật ký hết, anh tựa, cho nên là các từng trận đánh đều nhớ. Thì đấy là một cái kỷ niệm có lẽ là cũng không bao giờ quên được. Thế anh tựa xem là anh nói lại cái trận là đánh là diệt 400 tên Mỹ. Bác em hỏi một tí, cái trận mà có phải là cái trận đánh Mỹ đầu tiên không? Đánh Mỹ đầu tiên. Và đấy có phải là trận Yadrang không ạ? Không, chúng tôi ở Phú Yên thì chúng tôi gọi là đánh là khi nó đưa quân vào Phú Yên, Mỹ vào Phú Yên ấy, thì trận đấy là chúng tôi đánh đầu tiên, tức là vào tháng 2 năm 66. Đầu tiên của Phú Yên thôi, chứ không phải của toàn miền, của Phú Yên thôi. Báo cáo các đồng chí này, hôm nay là đúng là nhân dịp kỷ niệm 78 ngày thương binh liệt sĩ. Thế đồng thời chúng ta là 54 năm ta họp tại đây. Thế nhưng họp tại đây thì hôm nay tôi thấy rất là phấn khởi. Thứ nhất là các đồng chí trong các tiểu đoàn 5, tiểu đoàn 4, tiểu đoàn 6 và trung đoàn bộ, lòng lại trung đoàn bộ là vì ở quân y trung đoàn đều có mặt. Mà chúng ta nay cũng là phấn khởi thôi, cũng là còn sống và trở về. Tiếc thay là một số đồng chí ta đã hy sinh, nhưng chúng ta vẫn còn may mà mang cái gáo về. Đó là cái điểm phấn khởi và tự hào. Thế là trong chiến trường ấy, thì thực ra mà nói các đồng chí từng trải rồi, bao nhiêu gian nan ác liệt, gian khổ có, ác liệt có, mà như vậy là quá vất vả, mà quá ác liệt, quá gian khổ, theo tôi nghĩ thế. Thế thì vậy là hôm nay chúng ta lại ôn lại những kỷ niệm xa xưa, nhất là cái trận đánh ở Mỹ Cảnh, đánh ở thôn Mỹ Cảnh, xã Hòa Thịnh, thuộc về xã Hòa Thịnh, thôn Mỹ Cảnh, xã Hòa Thịnh. Thì như vậy là cái trận đánh Mỹ đầu tiên của cái tỉnh Phú Yên là diệt trên 400 tên. Mà trận đấy là tôi trực tiếp ở đấy, là vì tôi với đồng chí Hùng là đại đội trưởng, và đồng chí như vậy là Nguyệt là chính trị viên của đại đội. Đấy. Còn đồng chí Phong thì tôi luôn luôn đi đồng chí Phong. Đỗ Viết Phong là như vậy là người ở Thanh Hóa, đồng chí là trung đội trưởng, trung đội 3. Thế thì nói cái trận Mỹ Cảnh thì nói có đồng chí thế này. Thì hôm đầu tiên là hôm mùng 6 tháng 2 ấy, thì như vậy là cái đã quần nhau thì đấy rồi. Đã quần nhau rồi, nhưng mà nói chung là sau đó thì như vậy đại đội 3 rút đi. Thế còn cái đại đội 1 của chúng tôi thì sau đó hành quân đến Mỹ Cảnh thì vừa sáng. Đến cái thôn đấy là hôm mùng 7 tháng 2 thì là vừa sáng thì bắt đầu phải nghỉ trụ tại đấy. Thì sẵn cái công sự của cái vấn đề chiến hào của cái đại đội ba ta làm sẵn rồi, mình cứ thế mà triển khai thôi, chứ không phải như vậy là đào thêm mấy nữa. Thế mà cái đại đội thì nói thật ra mà đại đội thì đúng với chúng tôi chỉ có như vậy, chưa đầy 60 cây súng, chưa đầy 60 người đâu. Thế mà vậy như vậy là còn như vậy là chết vãn rồi, mấy là chỉ còn trên 60 người thì đánh vẫn đấy. Thì trời sáng bắt đầu phái trụ này ở đấy, thì bắt đầu vậy là Mỹ nó đổ quân đến 8 giờ sáng thì bắt đầu 6 giờ bắt đầu vậy quân Mỹ bắt đầu pháo phi nó dội tơi bời ở cái làng Mỹ Cảnh ấy, thôn Mỹ Cảnh ấy, nó bắn nát đất đá ở cái thôn Mỹ Cảnh ấy. Nhưng mà được cái may cái mình không chết, mà mình vẫn là chiến hào, trụ vững trong chiến hào thôi. Thế thì bắt đầu như vậy là khi nó bắn xong cái thì bắt đầu gần 8 giờ nó kéo quân vào, gần 8 giờ thì nó kéo quân vào. Nhưng mà có 60 tay súng thì như vậy là mới một tiểu đội, một đại đội như vậy là có một cái tiểu đội đại niên. Như vậy đại niên bây giờ bắn phát thì hỏa lực mạnh lắm, đỏ cái lòng súng, xong đổ nước vào trong lòng súng rồi bắn. Thế còn chúng tôi thì là bộ binh, chia làm 3 cái trung đội, trung đội 1, trung đội 2, trung đội 3. Mỗi trung đội có hơn chục người, trung đội 1 thì trung đội 3 thì ở làm giữa, còn trung đội 1 ở bên kia, mà trung đội 2 thì ở sau. Thì nói chung là trong cái trận đánh ấy, khi mà nó kéo quân vào
có hơn 60 tay súng thôi, 60 tay súng thôi, nhưng mà cuối cùng nó vào lần thứ nhất thì không vào được. Đại nhân tộc mà bấy giờ thực ra các đồng chí bắn là rất là dè dặt từng viên đạn, chứ không phải bắn sẵn đạn là bắn đâu, là vì cơ số chúng tôi chỉ có 120 viên thôi chứ không có nhiều. Sau đó lấy súng địch mà bắn chứ không có nhiều đâu. Khi đánh xong bắt đầu nó vậy, không vào trong làng thì bắt đầu lại nó lại quay ra, nó lại quay ra tán ra ngoài. Như vậy tán ra ngoài lại, nó lại phi pháo, phi cơ phi pháo dội vào, cứ liên tục như thế. Mà trong ngày hôm ấy là đánh nhau bao nhiêu 8 lần nó xô vào trong làng trong ấy nhưng không vào nổi.